Về cuộc chơi vẫn tiếp tục thôi. Biết. Để. Đá banh. Banh chằn. Anh sẽ cái từ vậy, cái từ anh nó chạy con giấy. Ủa, không có từ gì nữa đâu. Đó, từ banh chằn. Banh chằn. Chằn banh. Chính ra em còn tệ hơn ta nữa. Thôi ra cái quyền cái gì. 5 4 Bành hán. Bành hán. Ôi, nước đi nè, không nghĩ tới. Ờ, đúng rồi. Tiếng Việt của chúng ta có từ này. Chúng ta hãy dồn sự chú ý vào người tiếp theo. Em cái gì hán cái gì em? Nào, chúng ta đếm nào. 3, 2, 1, hết giờ. Chọn một bạn nam và yêu cầu bạn ấy bế mình trong 10 giây. Đây nè, em biết sao không? Trong thể dục thể hình người ta có khởi động làm nóng. Cái con người này đã khởi động làm nóng mà. Nặng lắm. Mà mấy ai em biết không? Bế vận động viên luôn, bế PT luôn. Người đầy cơ bắp, bây giờ anh ấy lên chuột rồi đó, thấy không? Máu dồn lên. Vì nãy em nghe nè, người ta tập tạ nhiều á, PT người ta có sức. Bạn này dán PT nè. Đây nè, lấy mấy PT. Tự nhiên cái hung á thì cứ muốn về mình, mà còn cái trách nhiệm mình làm nặng nề hơi xíu, bắt đầu mình đẩy. Em cố lại. Em cố lại. Đó thấy không? Ủa, từ nãy tao móc luôn á. Anh dạ, anh xuống. Anh đứng lên. Dạ, là anh sao? Bế. Anh đang muốn, em để anh uống. Anh qua bế bạn kìa. Qua bế người ta đi. Bế người ta đi. Lâu rồi anh chưa tập chiến. Cái tội bánh chanh nè. Bánh chanh đâu, chanh bánh nè. Chanh bánh. Anh cảm thấy áp lực quá. Sao? Là lúc anh thể hiện bản lĩnh đàn ông của anh. Ừ. 30 giây nha, 30 giây nè. 30 giây nha. Vậy 30 giây. Đấy. Anh cho em coi lại. Sao? Ở 5 giây hả? 5 giây, 5 giây. 5 giây, 5 giây. Em muốn bưng tay nào? Có gì em té em. Ok không? Em có tin tưởng anh không? Em có tin tưởng anh không? Đúng rồi, anh còn không tin anh nữa mà. Ôi, quất em, quất em, quất em. Quất em, quất em hả? Quất em. Thấy thôi đừng có ghẹo anh, em té thì cả mọi người. Đúng rồi, té thì cả. Không thiệt mà, chuyện đó sẽ xảy ra mà. Đứa bị nhon quá. Anh nghĩ nếu mà em nhắm mắt lại em sẽ đỡ cảm thấy sợ hãi. Rồi nhanh 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 vô. Người ta mở mắt người ta biết điểm tiếp đất của người ta ở đâu, nhưng mà nghĩ kỳ vậy. 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Được lắm, được lắm, được, được. Với riêng Phúc, khi vẫn còn đang thở dốc sau thử thách của Hương thì lại sắp phải toát mồ hôi với lá thăm của chính mình. Vừa hít đất năm cá mà nói. Nói năm câu tỏ tình khác nhau. Vừa hít đất vừa nói. Quá. Có ai gợi ý gì không? Không em. Tỏ tình mà đi gợi ý. Em quay lại với anh nha. Em làm anh thích lắm. Đầu óc anh tối thiệt chứ. Cái gì nữa? Anh muốn em. Lần nữa em ơi. Đâu lâu. Không được. Quay lại lần nữa. Không được. Một lần nữa quay lại. Ok, ok, ok. Còn hai lần nữa nào, còn hai lần nữa. Anh thích em như vậy. Em cứ cười dễ thương. Em càng vậy đó, em càng mệt đó. Bây giờ nghỉ đi. Đầu nghỉ đi. Để nhá. Câu gì đây? Anh yêu em hả? Về đi ha, ok. Yêu em. Phải chốt bằng câu đó anh. Trong hai ngày hôm nay thì mình có tiếp xúc nhiều với Phúc và Lộc. Chàng trai mà mình thích hơn chính là bạn Lộc. Còn bạn Phúc thì là một người khó nắm bắt. Và mình cũng không thích một số từ ngữ. Nó có thể là bình thường, nhưng mà đối với những người mới quen thì nó hơi bất lịch sự. Và có vẻ bạn hơi thích chơi đùa với những bạn gái khác. Không hợp với mình lắm. Đêm nay, ngôi nhà chung không còn chịu cảnh thiếu thành viên nữa, vì Như đã kịp trở về để chung vui với mọi người. Thế nhưng, điều Như lo lắng lúc này là chưa thực hiện được thử thách bí mật của mình. Từ thời điểm này, bạn phải chọn một chàng trai ngồi bên cạnh và thực hiện các thử thách với Như nhất chàng trai ấy cho đến hết ngày hôm nay. Không biết là ai hết. Nên là chút nữa xuống mà thấy chỗ nào trống thì sẽ ngồi. Em nghĩ là để cho
ông trời sắp đặt. Với chuyện tình cảm hiện tại, sẽ thật khó cho Như nếu chọn ngồi cạnh Lộc giống như lần trước. Ờ, chỗ này nó hơi ướt em. Ướt như vậy có ngồi được không ta? Ý anh Phúc là sao đây? Nên nếu mà em có lỡ ra gì thì nó cũng không sao. Em nghĩ không sao đâu. Chẳng gì làm khó được Như. Ướt thảm thì ta ngồi luôn ngoài đất. Ngồi ra ngoài đâu. Rồi mà mình... Không, mình có nên đi ngủ không? Mình có nên đi ngủ không? em nghĩ là... Rồi, còn cuộc chơi của mình đâu. Đến đây là xin phép được tiếp tục. Không, em nghĩ là mình nên kết thúc cũng được. Kết không được em được. Em vô cuộc chơi mới bắt đầu. Thật sự là em bị áp lực mấy cái tờ giấy lắm á. Em áp lực đúng không? Em rồi chúng ta sẽ càng chơi quyết liệt hơn. Đúng rồi anh. Chúng ta chơi nối chữ. À, chơi đối chữ à? Ờ, đúng rồi. Ok. Hay lắm. Làm ơn. Việt Nam. Hả? Nam dưới. Giới hạn. Hẹn hán. Hán học. Học sinh. Anh Trường đang ở ngoài nha. Sinh vật. À, vô luôn, đúng rồi. Sinh vật. Vật lý. Lý thuyết. Thuyết học. Học hành. Hành hạ. Hạ giá. Hay. Giá trị. Ờ. Trị liệu. Điều chỉnh. Trình độ. Đồ nè, đồ nè. Đồ nè, đồ nè. Đồ đó không đồ nè. Đồ nè. Ván đấu này nhìn có vẻ vui nhưng lại rất căng thẳng. Mãi mà vẫn chưa có người thua cuộc. Tiếp kìa đồ nè thôi. Thưa Vân. Văn học. Học sinh. Học sinh nói rồi, học toán nói rồi. Học địa. Địa lý. Lý lẽ. Rồi xong. Đếm anh, đếm anh. Lẻ bóng. Bóng bay. Ờ, bóng bay ok. Bay lên. Ok. Lên cao. Cao xa. Xa vời. Vời gì đây? Liệu từ này có làm khó được cô giáo Như? Vời vợi. Rồi sao? Có bời gì đâu, bời bóc nè. Là sao vậy em? Hôn vào mắt. Người mà bạn ấn tượng nhất. Rồi ok. Anh biết mình phải làm gì rồi. Em nhìn anh đi, em nhìn đâu vậy? Em có quyền nhắm mắt lại. Em mở mắt ra được không? Rồi sao anh? Hôn vô con người em à. Rồi mọi người có đồng ý là sẽ đếm chưa? Thử đếm. Đếm liền nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Rồi, phê. Thôi, cuộc chơi lại tiếp tục. Nốt lấy. Nó làm như bả mồm vậy. Ủa, tôi uống không? Ngắn là được á. Cổng một người khác giới trong 10 giây. Ai? Những thử thách quá đơn giản. Em biết em chọn ai rồi đúng không? Em. Lên cửa. Em. Lên cửa xem qua. Em cứ ngồi yên đó, anh chọn em. Thôi đừng chọn em. Chọn Như chưa? Thôi Như không được đúng không? Rồi ok, bây giờ. Em nặng lắm. Đây rồi đây nè. Không phải, nhưng mà em thích Như sao ta? Không, em nặng lắm. Nhưng mà anh thích Như nhưng mà sẽ chọn em. Hú hồn không em? Hú hồn, đúng rồi, hú hồn. Lên luôn em. Nhung đấy nha. À, phải hí lên nha. Nặng lắm á. Gần 60kg á. Gần 60kg đó. Lắc nữa. Nhung vậy hí. Mọi người ơi, mọi người thay vì dòm ngó em thì mọi người đếm giùm em đó. 4. Theo mình nhận xét về anh Trung thì những ngày đầu á thì mình cũng chưa hiểu rõ về anh lắm. Nhưng mà sau cái buổi trò chơi thì mình thấy là anh Trung cũng khá là dễ thương, cũng không có đến nỗi mà để phải giữ khoảng cách hay gì hết. Anh Trung thì mình cũng coi như là một người anh thôi. Ở tay em là? Ở tay em hả? Nhìn bên đây nè, không thấy anh đâu. Nghiệp quật. Hả? Nghiệp quật. Quật đè. Ờ. Gì? Quật đè. Quật đè chết không lên, nó cũng lộn, nó cũng chết. Anh thấy cái từ này hình như là cái từ điển là tiếng Việt mà hình như của mình bên em có. Đè. Đè. Em gì? Em yêu. Yêu em. Em bé. Bé xíu.
cuộc wow. Ok. Mại dâm. Đừng mại dâm. Đừng mại dâm. Mại dâm em nghĩ là dễ dễ hơn á. Mại dâm thì em là dâm tặc cũng được. Em là dâm tặc cũng được. Mại dâm đi. Mại dâm. Mại vô. Mại vô à, vô mới ghê nè. Mại vô. Vô luôn. Vô ok rồi, từ đó được. Vô luôn. Hả? Luôn. Rồi tới con bé này là nghiệp quật nè. Em cảm ơn anh. Thôi chị em. Mặc dù tình cảm chúng ta cũng mấy ngày nay như vậy là cũng ok lắm rồi đó. Anh muốn em được thể hiện hết mình trong ngày hôm nay. Bây giờ sẽ làm một lượt thử thách cuối cùng dành cho người bạn nữ xui nhất của ngày hôm nay. Anh làm cái gì vậy? Anh cầu tổ nghiệp tập phim á em. Kể về năm thật xấu hoặc khiến bản thân khó chịu. Khó chịu so với, tức là nhìn người khác làm em khó chịu đúng không? Thì so với người khác thôi. Đúng rồi. Thì cảm thấy là người ta rất là hay nhây với mình nhưng mà mình không thích nhây lại. Cái thứ hai là em thích không thích người hay nói mà người đó không làm. Cái thứ ba là mình thích sống đúng bản thân của mình chứ đừng có phải là thế này thế kia. Thế này thế kia là sao em? Cái từ là, nó chung chung quá. Nói chung là mình đừng có phải là phải diễn đúng không? Đừng có diễn nhiều quá đúng không? Không, anh hiểu em ghê luôn á. Muôn kiếp là anh em. Khỏi anh. Khỏi em. Đó là điều thứ ba em nói là mình cứ phải sống thật với bản thân mình đi, mình đừng có phải diễn gì cả. Cái thứ tư á là em không thích con trai nói quá nhiều. Tôi không nói nhiều đâu. Thì em đâu có nói anh chung đâu anh này. Em có nói anh chung đâu. Chỉ là nói anh đó. Cái cuối cùng á là em không thích kiểu giống như là mình hãy thính người này và mình bớt bát người kia. Mình hãy thính người này và mình bớt bát người kia. Rồi chúng ta đã mới nghe những nét tính cách mà bạn ấy không thích ở một người xa lạ. Tôi có nghĩ là bạn ấy đang nói về mình nhưng một số ý thôi chứ không phải là hoàn toàn tất cả. Nhưng mà lúc đó là một trò chơi mà vui mà, có thể là nói về tôi hoặc là nói về một thành viên khác. Cái đó thì không biết được, tại vì đó là cái ý ngầm của bạn Tuyết. Thì người nào đó thì có thể, chỉ có thể bạn Tuyết biết được thôi. Nếu tinh ý, có thể nhận ra rằng lời nhắn gửi của Tuyết không phải chỉ dành cho một người. Và thật may mắn cho Như khi kết thúc trò chơi nhưng không vướng phải lá thăm nào.